Mở đầu là phần lực thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Thủ đô Hoa Thành Đốn hồi phục chậm chạp sau bão tuyết. Ủy ban Thượng viện Mỹ sắp thông qua dự luật chế tài bắt hàng. Tổ chức Y tế Thế giới hu cảnh nhiệt báo về sự lan truyền của virus Zika. Các ứng cử viên tổng thống ra sức vận động sự ủng hộ của cử tri Iowa. Tự do trên thế giới suy giảm năm thứ 10 liên tiếp. Và sau cùng là cảnh sát kêu gọi cộng đồng người Việt giúp truy lùng tù nhân vượt ngục. Sau đây là phần tin chi tiết tin hoa thịnh đốn khu vực thủ đô washington ngập đầy tuyết đã khởi sự hoạt động trở lại ngày thứ ba dù vẫn còn trong tình trạng giới hạn với các chuyến xe điện và xe buýt chạy trở lại gần mức bình thường trong khi các văn phòng chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa sau trận bão tuyết khổng lồ làm tê liệt sinh hoạt nhiều nơi ở vùng đông bắc hoa kỳ chính quyền thành phố district of columbia và phần lớn các văn phòng chính quyền địa phương mở cửa làm việc lại sau khi có các nỗ lực liên tục nhằm dọn dẹp tuyết đã trút xuống hồi cuối tuần, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng tại 10 tiểu bang. Và tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, thành phố New York hầu như đã hoạt động bình thường hôm thứ Hai, dù rằng có số lượng tuyết gần mức kỷ lục đổ xuống nơi này. Các trường học và thị trường chứng khoán New York đều mở cửa. Washington, d và khu ngoại ô tiểu bang Maryland cũng như Virginia đều coi như vẫn tê liệt sau trận bão đưa đến khoảng 2 feet tuyết. Hàng trăm ngàn công chức chính phủ liên bang được phép ở nhà hôm thứ Hai, trong khi chờ đợi hệ thống xe điện bận rộn hàng thứ nhì ở Mỹ cũng như đường xá giao thông được dọn sạch tuyết. Các văn phòng, phòng chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa ngày thứ Ba. Tuy nhiên, các dịch vụ khẩn cấp cũng như các nhân viên làm việc từ nhà sẽ tuân theo các hướng dẫn đã có trong các cơ quan theo cơ quan nhân sự chính phủ Mỹ OPM cho hay, vào chiều tối ngày thứ hai, cũng theo Reuters, thị trưởng District of Columbia, bà Mel Bowser cho báo chí, hay các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới thứ tư, như các văn phòng chính quyền thành phố sẽ trở lại hoạt động bình thường. Nhiều trường trong vùng Baltimore, nơi có số lượng tuyết kỷ lục là 29.2 inches, đổ xuống. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA cho hay, các hãng máy bay dự trù sẽ gia tăng các chuyến bay ở Boston, New York, Philadelphia và Washington. Có khoảng 500 chuyến bay bị hủy bỏ hôm thứ Ba, bằng 1 phần 3 số chuyến bay bị hủy bỏ hôm thứ Hai. Hạ viện Mỹ đã dời mọi cuộc bỏ phiếu sang đến tuần tới vì các dân biểu gặp khó khăn trong việc quay trở lại thủ đô. Thượng viện Mỹ cũng phải giảm thời gian khóa biểu làm việc trong tuần này. Các ước tính ban đầu cho rằng, cơn bão tuyết vừa qua ở miền đông bắc nước Mỹ có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ lên đến 3 tỷ đô la. hãng Planalytics chuyên nghiên cứu tác động của thời tiết lên các doanh nghiệp nói lần này, ngành bán lẻ đã bị thiệt hại nặng nhất. Cuối tuần trước, phần lớn các tiểu bang dọc theo miền Đông đã chìm trong tuyết, có những nơi ngập trong gần 80 cm tuyết. Hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa, mọi người không thể đi làm, nhiều người không thể đi mua sắm. Ông Scott Benhart, chủ tịch của Planalytics cho rằng thiệt hại có thể còn cao hơn nếu cơn bão ập đến vào một thời điểm khác. Đồng quan điểm với ông, các nhà phân tích nhận định nếu cơn bão đã đến vào giữa tuần, thiệt hại có thể lên đến gần 10 tỷ đô la. Nhưng vị chủ tịch của Planetics nói rằng mọi người chưa nên thở phào nhẹ nhõm vội. Ông nhắc rằng mùa đông vẫn chưa qua, chúng ta vẫn còn 2 tháng 2 và tháng 3. Tôi rất tiếc phải nói chúng ta vẫn còn phải trực diện với mùa đông. Lúc này công tác dọn dẹp đang diễn ra vận động. Nhiều doanh nghiệp cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng việc kinh doanh vẫn còn chậm. Tin Hoa Thịnh Đốn Các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ thực hiện một bước tiến khác nữa để gia tăng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên. Ủy ban đối ngoại Thượng viện sẽ biểu quyết về một kế hoạch trừng phạt sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư mà họ cho là thử nghiệm một quả bom nhật hạch theo dự liệu, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ thông qua với đa số áp đảo, một số biên bản được thu chính của dự luật chế tài mà Hạ viện đã thông qua trước đây trong tháng này. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, người đứng đầu phe Dân Chủ trong Ủy ban, cho biết như sau. Những gì mà chúng tôi làm là gây áp lực, chẳng những đối với chính phủ Bắc Triều Tiên, mà đối với những ai muốn có dịch vụ thương mại với Bắc Triều Tiên. Nếu họ giao dịch với những lĩnh vực này thì các biện pháp chế tài sẽ được áp đặt dự luật của hạ viện đòi hỏi tổng thống Mỹ điều tra và trừng phạt những cá nhân và thực thể có đóng góp cho việc phát triển vũ khí giết người hàng loạt của Bắc Triều Tiên hoặc dính líu tới hoạt động rửa tiền kiểm duyệt hoặc trà đạp nhân quyền. Dự luật của thượng viện có thêm những quy định nhằm ngăn Bắc Triều Tiên bán khoáng sản và kim loại khí để kiếm ngoại tệ. Các vị thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều nhấn mạnh rằng viện trợ quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng. Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, phát biểu như sau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tăng cường đáng kể dự luật của Hạ viện. Dự luật này của chúng tôi xem xét tới những vấn đề khác mà chúng ta có với Bắc Triều Tiên, không chỉ là vấn đề thử nghiệm hạt nhân mà còn là vấn đề nhân quyền và những vấn đề khác. Những dự luật nhằm gia tăng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên được đưa ra hồi năm ngoái nhưng Quốc hội đã không xúc tiến công tác lập pháp cho các dự luật đó vì còn bận biểu với các vấn đề liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran. Vụ thử nghiệm hạt nhân mà Bắc Triều Tiên loan báo hôm 6 tháng Giêng rõ ràng là đã thúc đẩy lưỡng viện Quốc hội Mỹ hành động. Mặc dù Hoa Kỳ và nhiều nước khác không tin vụ thử nghiệm đó là thử nghiệm bom nhiệt hạch như Bắc Triều Tiên đã tuyên bố. Tin Tổng hợp, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới báo động rằng chứng bệnh do virus Zika lan truyền qua mũi, có thể lây và lan truyền thêm nữa tại các quốc gia châu Mỹ. Chứng bệnh nhiệt đới này được cho là gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, và một số quốc gia đang khuyên phụ nữ tránh mang thai trong vòng 2 năm tới đây. Thông tính viên Merima Dilao của Đài Voa Tường Thuật, Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất của bệnh teo não do virus Vika gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi nhận rằng 4.000 trường hợp bị bệnh cao hơn 30 lần so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2010. Ông Marco Colovati, một chuyên viên làm việc tại phòng thí nghiệm Sanger Bomb ở Rio de Janeiro cho biết như sau: Tình hình rất đáng báo động. Đây là một tình trạng khẩn cấp. Không chỉ ở Brazil mà ở tất cả mọi quốc gia chịu ảnh hưởng của toàn cầu hóa và cũng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự tăng nhiệt Việc thử máu không hội đủ yếu tố để chuẩn đoán bệnh nhân có nhiễm virus Vika hay không. Phòng thí nghiệm Sango Bomb dùng phương pháp siêu tập trung các triệu chứng và kết quả thử máu để chuẩn đoán. Ông Kolovati cho biết như sau về sự nguy hiểm của bệnh này. Chúng tôi đã có một thế hệ những người bị dị tật đầu nhỏ. Những người này phải sống cả đời với những vấn đề phát sinh từ chứng teo não, làm cho sự phát triển tâm thần và thể chất bị chậm lại. Cô Daniela Jesus, 21 tuổi, đã bị nhiễm virus Zika hồi gần đây. Cô cho biết như sau, khi cô tới phòng thí nghiệm, sang bom để tái khám, tôi đứng dậy không nổi. Tôi không thể ăn mà không thể có người giúp. Em tôi phải đút cho tôi. Tôi cầm cái nĩa còn không nổi. Mỗi lần cầm là đau. Tôi phải ăn thật chậm. Tổng giám tốc Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Chen nói rằng, Bệnh này có thể lan tới tất cả các nước châu Mỹ Latin, ngoại trừ Canada và Chile. Sự lan truyền có tính chất trầm trọng của virus Zika tới những khu vực địa dư mới với sự miễn nhiễm rất ít trong dân số, tạo thêm một mối lo ngại khác nữa, nhất là khi xét tới mối liên hệ có thể xảy ra lây nhiễm lúc mang thai với những em bé chào đời với đầu nhỏ. Bà Chen nhấn mạnh rằng sự liên hệ nhân quả giữa virus Zika với chứng teo não chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Tin tổng hợp chỉ một tuần trước cuộc họp kín chọn ứng cử viên đánh dấu sự khởi đầu của tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ, các ứng cử viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đang vận động sự ủng hộ của các cử tri. Các kết quả bầu cử ở Iowa và hai tuần sau ở New Hampshire có thể báo hiệu ứng cử viên nào có cơ may chiến thắng lớn nhất trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Donald Trump vẫn đang dẫn đầu bên Đảng Cộng hòa, trong khi bà Hillary Clinton đối mặt với cuộc tranh đua khá cam go với đối thủ Bernie Sanders. Ông Trump giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua của Đảng Cộng hòa, bất chấp những lời tuyên bố gây tranh cãi, những phát biểu xúc phạm và điều mà nhiều người coi là thiếu hiểu biết về thời sự và đối ngoại. Một lý do làm ông Trump nổi danh là lập trường cứng rắn của ông về người nhập gia cư bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Ted Cruz thua ông Trump hơn 10%, nhưng ông hy vọng ông có thể tạo khác biệt ở Iowa. Ông Ted Cruz nói, nếu chúng ta sát cánh với nhau như lời mở đầu của hiến pháp, chúng ta sẽ mang trở lại, chúng ta sẽ khôi phục niềm hy vọng cuối cùng tốt đẹp nhất cho nhân loại. Về phía đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đại diện tiểu bang vermont dường như đang giành được sự ủng hộ tương đương với bà hillary clinton ở một số nơi ông nhận được nhiều ủng hộ của các cử tri trẻ đang chán trường với kiểu chính trị thường lệ ông sanders phát biểu họ muốn đất nước này đi theo một hướng mới họ muốn là một phần của một cuộc cách mạng chính trị ông sanders đã chỉ trích sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng ở mỹ và ảnh hưởng của tiền bạc lên chính trị Tin tức từ New York cho hay, cựu thị trưởng của thành phố này, ông Michael Bloomberg, có thể tham gia cuộc tranh đua chức tổng thống nếu ông Sanders trở thành mối đe dọa cho bà Clinton. Nhà tỷ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới nói ông sẽ tự trả tiền cho cuộc vận động của mình và tranh cử như một ứng cử viên độc lập. Tin tổng hợp một nghiên cứu mới đây cho rằng kinh tế đi xuống trên toàn cầu và nỗi lo về bất ổn xã hội đã dẫn đến việc các chính quyền độc tài gia tăng đàn áp chính trị trong năm 2015. Bản phúc trình năm 2015 của tổ chức phi đảng phái Freedom House đã đánh giá mức độ tự do dân chủ ở các nước trên thế giới. Cuộc nội chiến ở Syria và sự bất ổn tại các nơi khác ở Trung Đông làm cho khu vực này trở thành một trong những khu vực tồi tệ nhất thế giới về mặt tự do. Phúc trình năm 2015 của Freedom House cho hay 72 nước đã có xung đột. Các vấn đề chính trị và kinh tế tiếp sức cho sự suy thái về sự do toàn cầu trong năm thứ 10 liên tục. Bà Vanessa Tucker thuộc Freedom House nói, Chúng tôi thấy rằng một số quyền tự do liên quan đến tự do hội hộp, tự do lập hội, pháp quyền, tòa án độc lập đều đã trở nên tồi tệ đi. Cuộc nghiên cứu của tổ chức có trụ sở ở Washington đã xếp hạng 50 nước và vùng lãnh thổ là không tự do. Những vi phạm tồi tệ nhất là những nơi như Syria. Những nơi khác lọt vào danh sách là khu tự trị Tây Tạng của Trung Cộng, Somalia, Bắc Triều Tiên, Uzbekistan và Eritrea. Bản phúc trình cho thấy người dân ở các nơi đó đã hứng chịu những sự thục lùi lớn khi các nhà lãnh đạo độc tài trấn áp những nhà hoạt động nhân quyền và những người phê phán chính phủ. Theo bản phúc trình, các khu vực Trung Đông và Bắc Phi bị xếp hạng tồi nhất. Bà Vanessa Tucker nói, điều chúng tôi nhận thấy, nhất là ở Trung Đông, là nhiều người cầm quyền lâu năm và thậm chí trong một số trường hợp còn được coi là đồng minh của phương Tây. Trên thực tế, không phải là những đối tác ổn định. Và tôi nghĩ rằng, việc tiếp tục vung đáp quan hệ với họ trong dài hạn là một quyết định không chính đáng. Tin California Cảnh sát ở miền Nam California kêu gọi cộng đồng người Việt cung cấp bất kỳ thông tin nào về ba tù nhân nguy hiểm đang lẫn trốn sau khi thực hiện vụ vượt ngục táo bạo. Ba tù nhân ba Nairi, 37 tuổi, Jonathan Tiêu, 20 tuổi và Bác Dương, 43 tuổi, đã vượt ngục sáng sớm hôm thứ Sáu sau khi cắt thủng lưới thép, bò qua đường hầm ống nước và dùng dây trèo xuống để trốn thoát khỏi nhà tù Nam tại trung tâm thành phố Santa Ana. Cảnh sát cho biết cả ba đều là tội phạm bạo lực. Tiêu là một thành viên của một băng đảng gốc Việt bị bắt giam vì tội giết người. Ông Dave Sawyer, cảnh sát trưởng của quận Cam cho biết, chúng tôi biết rằng trong một số cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Việt, hiện đang lo sợ về vụ bỏ trốn của những tù nhân này. Ông Sawyer nói, tôi đến đây chỉ để nói với các bạn rằng chúng tôi đã thực hiện được các cách tiếp xúc chủ động để tăng áp lực lên băng đảng của Tiêu để họ biết rằng chúng tôi đang truy lùng tội nhân này. Các công dân có thể gọi điện thoại ẩn danh cho cơ quan công lực. Phó cảnh sát trưởng là người có thể nói tiếng Việt cũng đã thông báo cho cộng đồng người Việt các thông tin tương tự như cảnh sát trưởng Sawyer đã loan báo. Cảnh sát treo giải thưởng 50.000 đô la cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ các tù nhân vượt ngục. Ông Sawyer cho biết Dương là một thành viên của một băng đảng người Việt bị bắt giam vì tội cố ý mua sát. Niari bị kết án tội giết người và bị buộc tội trong một vụ bắt cóc và tra tấn. Ông Jeff Harlock, phán công viên cảnh sát trưởng cho biết, ba tù nhân đã cắt một lưới thép dày hơn 1cm trước khi trèo lên mái nhà và hiện vẫn chưa rõ làm thế nào mà họ có thể được các dụng cụ cần thiết. Ông Harlock nói, tất cả những gì tôi có thể nói là có khoảng 4-5 loại dụng cụ khác nhau bằng kim loại, sắt, thép và các thứ tương tự. Ông Harlock cho biết đã xảy ra một vụ gây rối trong nhà tù, trong đó có một viên cai tù bị tấn công. Vụ này có thể đã đạt được dàn dựng để các tù nhân có thời giờ bỏ trốn. Ông nói thêm, đây là một kế hoạch vượt ngục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông cũng nói rằng, có nhiều yếu tố cho thấy là Jonathan Tiêu đã có liên hệ với các thành viên băng đảng của mình. Ông Harlock nói, chúng tôi thật sự cần sự trợ giúp của công chúng chúng tôi biết rằng có ai đó có thể biết được một điều gì xin quý vị đừng rời máy chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại việt nam